Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chút ít kinh nghiệm với anh em mới vào nghề. Ngày xưa thì các bạn sửa TV rời thì các bạn là hay có câu nói rằng mắt nhìn, tai nghe và mũi ngửi trước khi các bạn cầm cái đồng hồ ra các bạn đo. Vậy thì để sửa chữa một chiếc TV siêu mỏng đời cao bây giờ, khi mà cái mạch bảo vệ của những chiếc TV siêu mỏng thì nó cực kỳ nhạy. Bởi vì sao? Các bạn chưa kịp lấy đồng hồ các bạn đo thì cái mạch bảo vệ đã ngắt và lúc này TV không hoạt động. Khi mà TV không hoạt động, không có nguồn điện cấp cho bo mạch thì làm sao các bạn đo được, đúng không ạ? Vậy thì cái kỹ năng để sửa chữa một chiếc TV làm sao cho nó nhanh nhất và nó đúng bệnh nhất như thế nào? Thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn bằng cách sửa chữa trực tiếp trên con TV Samsung này. Thì cái kỹ năng mà cái tối thiểu để các bạn muốn trở thành một người thợ sửa được một chiếc TV đơn giản thì các bạn cần phải gì? Vâng, trở lại với câu chuyện chữa những chiếc TV CRT ngày xưa, thì đầu tiên là các bạn phải mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi trước khi các bạn mang chiếc đồng hồ ra các bạn đo. Vậy thì sửa chữa TV siêu mỏng ngày nay thì các bạn mắt nhìn, tay đo, còn mũi ngửi thì không có tác dụng gì. Bởi vì sao? Nó chưa kịp cháy thì cái mạch bảo vệ đã ngắt rồi. Chính vì vậy mà các bạn ngửi thì nó không có tác dụng gì. Vâng, tại sao mình lại nói là tai nghe mắt nhìn? Đầu tiên thì các bạn sẽ tìm đến cái bóng đèn báo hộ mình. Sau đó là các bạn sẽ tai, các bạn sẽ nghe xem nào chiếc TV này đã hoạt động hay chưa. Bằng cách nếu chiếc TV này không lên hình thì các bạn nghe xem nó có tiếng hay không, đúng không ạ? Đấy gọi là mắt nhìn tai nghe. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động chiếc TV này. Thì các bạn để ý chiếc đèn báo nhé, nó có đèn báo. Khi này đèn báo này, đấy, chiếc đèn báo này đã nhấp nháy. Chính vì vậy mà chiếc TV Samsung này 100 nó đã khởi động rồi, đúng không ạ? Và các bạn nghe vừa rồi có tiếng không ạ? Bây giờ tôi tắt, sẽ tắt đi, tôi khởi động lại này một lần nữa để các bạn biết được này. Các bạn nghe để ý nhá, xem có tiếng không nhá. Bật lên này. Ok, cái tiếng khởi động của chiếc TV Samsung như thế này thì 100% là nó đã có tiếng rồi, thì bo mạch nó đã khởi động rồi, đúng không ạ? Vậy thì khi mà các bạn nhìn trên màn hình thì chiếc TV Samsung này không có hình, đúng không ạ? Không có hình. Và các bạn sẽ vỗ này, vỗ nhẹ trên màn hình cũng không có lớp ánh sáng bập bùng. Vậy thì TV này hỏng gì? Hỏng nét hay hỏng nguồn hay hỏng bo mạch? Thì cái này mình lại làm áp dụng một cái kỹ năng tối thiểu trong nghề nghiệp. Bây giờ thì các bạn sẽ mở TV ra. Tại sao mình lại bảo là một cái kỹ năng kiểm tra tối thiểu? Thì mời các bạn xem cái cách sửa chữa của mình ở cái video này. Đây. Điều đầu tiên mà tôi muốn tư vấn cho mọi người rằng tại sao mình lại nói là mắt nhìn tai nghe. Thì khi mà các bạn nhìn tổng thể một chiếc TV siêu mỏng này thì ở trong nó có hai cái bo mạch. Một là bo chính của TV, hai là bo nguồn của TV. Lúc này nếu mà cái bo mạch nó hỏng ấy thì nó sẽ hỏng một trong hai bo này, đúng không ạ? Nói với mọi người, một người mà không hiểu biết gì về điện tử thì các bạn bảo chiếc TV đề cao bây giờ nó quá đơn giản. Các bạn sửa thì như thế này thì sửa quá dễ. Bởi vì sao? Bởi vì nó hỏng đấy, các bạn cứ thay hai cái bo mạch này kiểu gì nó cũng chạy. Nhưng mà mình xin thưa quý vị và các bạn rằng nếu mà các bạn cái gì cũng bỏ tiền ra thay thì cái chi phí nó rất là cao. Các bạn muốn cạnh tranh được với trung tâm bảo hành thì các bạn bắt buộc là các bạn phải sửa nó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các bạn mua linh kiện của trung tâm bảo hành về các bạn thay thì cái giá cả rất là cao. Vì vậy mà các bạn sửa được nó thì chắc chắn rằng nó sẽ rẻ hơn là các bạn đi mua trung tâm bảo hành. Vậy các bạn thay, đúng không ạ? Bây giờ tôi cắm điện vào này thì các bạn sẽ để ý cái loa xem nó đã khởi động chưa nhá. Nó có tiếng không này? Ok, đã có tiếng và đèn đỏ nhấp nháy nhá. Ok,
Bây giờ thì tiếp theo, mắt các bạn sẽ phải nhìn tiếp theo bằng cách tôi sẽ rút cái nguồn điện ra. Và các bạn sẽ nhìn trên cái bóng nguồn của chiếc tivi này thì như thế nào. Đây, các bạn nhìn kỹ. Tôi sẽ nhìn đầu tiên để tôi phát hiện ra, đúng không ạ? Đây, thì trong quá trình mà tôi nhìn qua đấy, trong quá trình tôi nhìn qua thì mình thấy là linh kiện này đã sử dụng rất là lâu và những có những cái dây sắt xi cầu nối này, nó dẫn điện này, nó gây ra đến hiện tượng là oxy hóa. Đấy, đây là một biện pháp loại trừ bằng cách mắt nhìn này, đúng không ạ? Thì các bạn phải nhìn tổng thể đầu tiên, xem là có những cái dây oxy hóa này nó có bị mất ngắt kết nối hay không, bằng cách là trong quá trình sử dụng nó bị reset hay không. Sau đó tiếp theo là các bạn ngoài tai nghe rồi thì các bạn sẽ lấy một cái đồng hồ đó, các bạn đo, đúng không ạ? Các bạn đo thì cái đường tín hiệu, tất cả các đường nguồn và cái đường tín hiệu của những tivi đề cao nó sẽ ghi ở trên bo mạch. Thì một lần nữa các bạn, mắt các bạn phải nhìn đây, các bạn nhìn hộ mình ở trên cái bo mạch ấy, thì nó sẽ ghi những nguồn điện áp gì. Ví dụ đây này, chân số 1 điện áp 13V, chân số 2 13V, chân số 5 13V, chân số 7 13V và chân 6 là power on này, GND mat này và break on là mở nguồn cho nét màn hình, đúng không ạ? Khi mà các bạn đã biết được cái số volt ở trên cái bo mạch thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một chiếc đồng hồ đo, và các bạn sẽ đo để các bạn biết được cái bản bệnh nó đang hỏng ở đâu. Bất kỳ sửa một chiếc tivi gì thì cái bo nguồn là cái bo nguồn cấp đầu tiên là các bạn cần phải kiểm tra nó đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là nguồn cấp thôi, như nó là chân tay đấy các bạn. Nó là, các bạn muốn đi một quãng đường dài thì các bạn cần phải có chân tay thì các bạn mới đi được. Phải có nguồn cấp thì tất cả các bộ phận cao siêu về sau nó có như thế nào thì bắt buộc nó cũng vẫn phải có nguồn cấp thì chiếc tivi nó mới hoạt động bình thường. Khi mắt nhìn rồi, mình đã ang áng rằng con tivi này nó han dỉ rất là nhiều, thì hỏng hóc ở trên bo nguồn là rất là cao. Nhưng mà để mà có một cái kỹ năng kiểm tra thì các bạn sẽ phân biệt hộ mình. Rồi, tivi khởi động rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn sẽ đo nguồn này. Tôi sẽ tìm đến cái nguồn 13V mà lúc vừa rồi các bạn xem một cái thông số kỹ thuật ở trên bo nguồn. Sau đó là các bạn sẽ kiểm tra. Đây, 13V và nó đã có nguồn 12V, đúng không ạ? Ok, vậy thì nó đã có nguồn cấp rồi thì chứng tỏ là chiếc tivi này đã có nguồn cấp cho bo mạch chính. Đã có nguồn cấp cho bo mạch chính thì bo mạch chính mới có đèn đỏ, mới có đèn đỏ báo để khởi động. Thì bo mạch chính mới có cái nguồn để khởi động đôi loa. Bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần đo. Như vậy là mình đã xác định được bằng cách mắt nhìn tai nghe rồi. Thì cái bước kiểm tra đơn giản nhất thì tôi chỉ cần đo hai bước là tôi sẽ biết được. Thứ nhất, tôi sẽ đo nguồn để cấp cho màn hình, xem đã có nguồn chưa. Nếu có nguồn rồi thì 100% là chiếc tivi này, cái bộ phận màn hình đã hoạt động, đúng không ạ? Đây, các bạn chỉ cần đo nguồn ở trên cái thanh gỗ này nhá. Thì các bạn chỉ cần tìm đến con cái chân đầu tiên là chân cấp nguồn. Khi mà các bạn tìm đến chân cấp nguồn đấy thì các bạn đo này. Ví dụ như tôi đặt cái đồng hồ đây nhá, đặt cái đồng hồ vị trí để các bạn dễ quan sát theo dõi. Đây, tôi tìm cái chân cấp nguồn này qua một con ép, con cầu chì đấy, là la có nguồn cấp 12V. Đấy, 11V là cấp cho màn hình, chứng tỏ là con này màn hình đã chạy rồi nhưng mà không thấy hình đâu. Vậy thì bước tiếp theo, cái loại trừ của quý vị và các bạn thì rất đơn giản. Các bạn sẽ loại trừ hộ mình xem chiếc tivi này, một là hỏng nét màn hình, hai là hỏng bo nguồn. Bởi vì là chiếc tivi này ấy, mình thấy rằng nó xỉn nguồn rất nhiều. Vì vậy mà mình khẳng định rằng cái con này nó hỏng nguồn là cao hơn là hỏng nét màn hình. Đây, thì bây giờ các bạn, cách cơ bản nhất thì các bạn thứ nhất là tìm cái điện áp. Đây, điện áp cấp cho nét màn hình nó là 93V. Vậy thì cái điện áp 93V này nó chạy đi đâu và nó về đâu? Đúng không ạ? Đây này, nó bội áp nó nâng lên này. Nâng lên nó có, nó mất này. Thì các bạn sẽ tìm đến những cái rắc chân này này, những cái rắc nguồn cấp này. Đấy, các bạn đo xem ở nhựa đầu rắc này nó có không.
Bởi vì mình rất là nghi, bởi vì những cái rắc kết nối nó đang có vấn đề. Đây này các bạn xem này, không có một tí nguồn nào đúng không ạ? Mất hết nguồn. Rồi, vậy thì không có nguồn cấp cho rắc. Đây, nguồn 120V có rồi nhá. Ok, đây là các bạn này, nguồn 120V đây là một nguồn. Như cái này nó chia ra rất là nhiều nguồn, đúng không ạ? Mà cái nguồn của nét này nó là nguồn nối tiếp nhau. Đây, ok. Vậy thì cái đầu, một đầu này cấp nguồn và một đầu cấp cho đây. Các bạn xem này, cái nguồn hồi về đang mất. Rồi, ok. Vậy thì con này, tại sao cái bộ nét này có rất nhiều và nó là nối tiếp nhau? Khi mà cái nguồn nối tiếp nhau ấy, mà nó chỉ cần một nguồn mất thì nó sẽ mất hết và nét nó không hoạt động. Vì vậy mà cái nguồn này nó có từng cặp một. Chính vì vậy mà nó chỉ cần mất một nguồn, chứng tỏ là nét nó không sáng được. Vậy thì khi mà mình kiểm tra, mình nhìn thì các bạn xem ạ, cái chân, những cái cầu nối này, đây mình đụng linh kiện vào nó đã bị đứt ngay này. Đứt ngay đây này. Đấy, tôi sẽ quay gần để các bạn biết. Đây, khi mà mình lấy đồng hồ mình đo vào cái chân này thì cái sắt xi này đứt ngay. Vậy thì cái loại trừ, cái biện pháp loại trừ của mình nhé, đã tương đối là ok rồi. Thì cái nhiệm vụ còn lại, trước tiên các bạn mở nét ra, các bạn kiểm tra. Tôi sẽ mở cái bông nguồn này ra và tôi sẽ làm những cái thao tác đầu tiên là cái gì nó hỏng là mình sửa trước, đúng không ạ? Đây gọi là mắt nhìn này. Lúc này thì không cần phải sử dụng cái tai nữa. Ngày xưa thì những chiếc tivi dày ấy, thì mình thấy là anh em thợ kiểm tra thì các bạn sẽ mũi ngửi nữa thôi, mắt nhìn mũi ngửi, sau đó là tai nghe xem cao áp nó có nổ hay không. Đây các bạn xem ạ, đây là phía sau của chiếc tivi này và mình thấy là nó xỉn và oxy hóa rất nhiều. Đây, tôi sẽ để cái máy quay ở gần cái vị trí mà tôi sẽ sửa chữa cái bộ nguồn này. Thì cái đầu tiên thì tôi đụng vào cái sắt xi bảo vệ thì mình thấy rằng nó bị rỉ và bị oxy hóa. Thì các bạn cũng đã biết, mình đụng vào là nó cũng sẽ rời cái chân linh kiện ra ngay. Thì ngoài cái nguồn cấp ra, cấp cho nét ra bị đứt, thì mình thấy ở trên này cái bo này, cái dây kẽm này nó đang xỉn này. Thì tí các bạn sửa ní, ní mà muốn nó bền thì các bạn cũng phải hàn lại của mình. Đây, mình thấy duy nhất là có một dây kẽm này là nó đứt lìa ra khi mà mình chọc cái que đồng hồ vào. Đầu tiên thì những cái bước cơ bản nhất thì mình cũng đã nói hết rồi. Thì cái bước đầu tiên mình sửa thì tôi sẽ cạo sạch. Các bạn sẽ đánh sửa và các bạn cạo sạch cái phần mà mình cần hàn lại này. Đây là cái nguồn hồi về. Chính vì vậy cái nguồn này cực kỳ quan trọng này. Còn cái nguồn cấp cho cái men nó chạy ấy, thì mình thấy là có nguồn rồi đúng không ạ? Có nguồn rồi, nhưng mà đây là cái nguồn báo hồi về đây này. Cấp cho IC dao động để IC dao động mở nguồn, mở nét tổng thể này. Khi mà cái bộ nét, tôi sẽ tạm thời tôi hàn một cái sợi dây ở dưới trước khi các bạn sẽ làm đẹp để các bạn đóng vào các bạn trả khách hàng, để cho không mất thời gian của mọi người ấy, thì tôi sẽ hàn ở phía dưới. Sau đó là hàn xong rồi thì các bạn mắt nhìn, các bạn kiểm tra qua xem còn bộ phận nào các bạn cần phải xử lý không thì các bạn xử lý nốt nhá. Thì quan điểm của mình thì hỏng đến chỗ nào thì mình sẽ sửa đến chỗ đấy. Bây giờ là mình đang cô lập bệnh thì mình thấy rằng là cái nguồn cấp cho nét là đang có vấn đề. Rồi ok, bây giờ thì đóng vào này. Tạm thời mà sẽ đóng vào. Trước tiên khi mà mình đóng vào thì đây, tôi sẽ đóng vào và tôi sẽ tạm thời vặn hai con vít để phải thử nhá, chứ không thể khẳng định 100% ngay được. Ok, cắm nguồn cho tivi khởi động nhá. Sau đó là mình sẽ cắm điện vào này để cho tivi khởi động. Lúc này thì tivi đã khởi động rồi đấy các bạn. Và các bạn xem mà, khi mà mình nhìn khởi động một khóa thì mình nhìn đằng sau tivi thì cái bộ nét đã sáng. Chính tỏ con này là bị đứt cầu nối. Đúng không ạ? Đứt cầu nối. Đây. Và các bạn xem ạ, điều gì sẽ xảy ra?
Một sự tuyệt vời đúng không ạ? Một sự tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Khi mà mình hàn lại cái cầu nối, một cái nguồn hồi về, nó bị đứt, cầu nối bị đứt. Chính vì vậy mà chiếc TV này không hỏng nét mà đang hỏng trên bo nguồn, đúng không ạ? Rất là nhanh, chỉ cần mất trong vòng mấy phút là mình đã sửa xong một chiếc TV. Vâng, và chỉ cần mất 10 phút là tôi đã kiểm tra sửa xong một chiếc TV bị mất hình nhưng vẫn còn tiếng. Vậy thì video ngày hôm nay thì chuyển sẽ chia sẻ một chút cái kinh nghiệm rất là đơn giản thôi, nhưng mà các bạn chỉ cần để ý một chút, các bạn sẽ sửa thành công một chiếc TV tương đối là đơn giản mà rất là nhanh. Các bạn xem video của mình thấy hay, tiện ích, các bạn hãy đăng ký kênh và chuông báo để theo dõi video tiếp theo. Video ngày hôm nay của mình là gì? Muốn sửa được một chiếc TV nhanh, muốn sửa được một chiếc TV đơn giản thì các bạn sẽ phải học cái cơ bản nhất, cái kỹ năng cơ bản nhất là gì? Mắt nhìn, sau đó là tai nghe, rồi tay đo. Học được, các bạn để ý được ba cái kỹ năng này, các bạn sẽ sửa chữa một chiếc thành công tương đối là đơn giản. Còn bây giờ thì chuyển xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào các bạn.